Tôi trở về thăm ngôi trường cũ, gặp lại thầy cô nay tóc đã bạc đen, bạn bè thân quen sau bao ngày xa cách, mà lòng tôi sao thấy bồi hồi. Ơi những tháng ngày xa mãi trường thân yêu, tôi vẫn mơ ngày gặp lại mai trường thân yêu nghĩa tình thầy cô, tôi vẫn luôn ghi nhớ suốt cuộc đời. Ơi mái trường yêu dấu của tuổi thơ đã cho tôi bao ước mơ kỷ niệm, dù có đi xa muôn nơi, tôi vẫn thầm mơ ngày trở về với mái trường. Trở về thăm ngôi trường cũ, nhớ những hàng cây năm tháng đã đổi thay, kỷ niệm ngày xưa trang sách hồng mơ ước, cánh phượng hồng sao xuyến tuổi thơ ngày. Ôi những tháng ngày xa mãi trường thân yêu, tôi vẫn mơ ngày gặp lại mai trường thân yêu. Thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, được sự cho phép và tạo điều kiện của ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ, ngày hôm nay 13 lớp chúng ta có được cuộc hội ngộ sau 20 năm xa cách. Sau đây em xin trân trọng kính mời thầy giáo Lê Duy Nam, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, nguyên là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường qua các thời kỳ. Thưa các bạn, cựu học sinh niên khóa 2000-2003 thân mến. Hôm nay, các bạn cựu học sinh khóa 14 của nhà trường tổ chức buổi gặp mặt thầy và trò kỷ niệm 20 năm ngày ra trường tại mái trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ thân yêu, mà cách đây 20 năm đã gắn bó các bạn trong quãng đời học sinh tươi đẹp nhất. Lần đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường xin nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo, nguyên là cán bộ, giáo viên và các bạn cựu học sinh của nhà trường khóa học 2000-2003 về dự buổi gặp mặt thầy trò và kỷ niệm 20 năm ra trường đầy ý nghĩa này. Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Chúc các bạn cựu sinh của nhà trường mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, luôn hướng về mái trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn cựu học sinh thân mến. Hôm nay các bạn cựu sinh khóa 2000-2003 tổ chức hội khóa tại trường. Tôi rất cảm động vì biết được các bạn đã ra trường cách đây 20 năm nhưng luôn hướng về mái trường xưa mình đã học tập. Tôi lại càng cảm động hơn trước tình cảm chân thành, thiêng liêng của các bạn cựu học sinh của nhà trường đã dành cho các thầy giáo, cô giáo đã dạy bảo mình trong những năm tháng học tập với mái trường này. Không những thế, các bạn còn dành cho nhà trường sự giúp đỡ về vật chất để chia sẻ với các em học sinh đang học tập tại trường với những món quà hết sức thiết thực và đầy ý nghĩa. Đây thật sự là tình cảm tốt đẹp,
uống nước nhớ nguồn của các bạn cựu học sinh khóa 2003 của nhà trường. Kính thưa thầy giáo, cô giáo và toàn thể học sinh thân mến, ở huyện Đồng Hỷ xưa và nay, mặc dù là một huyện miền núi nhưng là một huyện quê giàu truyền thống hiếu học. Truyền thống tốt đẹp ấy đã được các người Đồng Hỷ giữ gìn, phát huy ngày càng rạng rỡ hơn. Và trường trung học Đồng Hỷ luôn là niềm tự hào của người dân Đồng Hỷ. Trải qua hơn 36 năm xây dựng và trưởng thành, ngôi trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh thành đạt, trưởng thành và đi khắp mọi miền tổ quốc tham gia xây dựng đất nước quê hương, trong đó có cựu học sinh niên khóa 2003. Trong không khí đầm ấm thân thiết tình thầy những bạn với nhiều cung bậc cảm xúc, khi vui mừng hồ hởi lúc đắng đọng đầy xúc động với về quá khứ biết bao kỷ niệm. Sau 20 năm, các bạn học sinh khóa 14 ngày nào bây giờ đã trở thành một vững vàng bước vào cuộc sống. Nhiều bạn thành đạt trong các lĩnh vực trong cuộc sống của mình. Gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành ra trường của cựu học sinh trường Trung học Thông Đồng Hỷ khóa 2003 hôm nay, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc. Nó không đơn thuần là cuộc tụ họp tình bằng hữu, mà còn là dịp để mỗi người cùng quay về những tốt đẹp của thời học sinh, cùng nhìn lại chặng đường đã qua, chiên mái trường, chiên thầy cô, và cùng quyết tâm phấn đấu giành thêm nhiều thành công mới trong sự nghiệp, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp và tô thắm thêm truyền thống hiếu học của nhà trường. Các bạn cựu học sinh thân mến, ai đã từng cắp sách đến trường thì không bao giờ quên mái trường xưa. Các thế hệ cựu học sinh luôn dành những tình cảm sâu sắc cho nhà trường, cho thầy cô, cho các thế hệ con em đi sau. Ban giám hiệu nhà trường luôn rộng mở cửa trường đón tiếp các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu, các thế hệ học sinh về hội lớp, hội khóa nhà trường, và mong được sự đóng góp về tinh thần và vật chất cho việc xây dựng nhà trường ngày một khang trang, tươi đẹp hơn. Xin cảm ơn cựu học sinh niên khóa 2003 đã dành thời gian cho lãnh đạo nhà trường phát biểu. Xin cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian quý báu của mình về thăm trường xưa, gặp lại những học sinh thân thương thổ nào. Xin cảm ơn các bạn cựu học sinh niên khóa 2003 đã dành tặng cho nhà trường cả những món ăn quà tinh thần và vật chất đầy ý nghĩa. Cuối cùng, xin thay mặt thầy và trò trường Trung học Thông Đồng Hỷ kính chúc quý thầy cô và các cựu học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc của các bạn hôm nay thật vui vẻ và nhiều ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Mình đã đi qua những đôi mặt tây, nhìn về phương xa, dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Tuổi thanh thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu vòng ba, hiền ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng an vẹn nắng ở cuối trời, nhớ bóng dáng đôi người, nhớ nụ cười xuân tươi. Dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Tuổi thanh thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không? Những ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu vòng sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng an vẹn nắng ở cuối trời, nhớ bóng dáng đôi người, nhớ nụ cười xuân tươi.
đã biết bao năm không quay về mái trường, mà sao vẫn thấy luôn quen thuộc những bước chân đi ngang qua từng góc sân. Vẫn còn đây ký ức xưa, nghĩ tới bao nhiêu bạn bè rời mái trường, mọi người đang hướng theo một mơ ước. Còn ai nhớ trước đây cùng đến lớp mỗi ngày, cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô, bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài từng giờ kiên trì. Vâng, và chúng ta cùng ngồi một trong các tay thật lớn để chúc mừng. Đây là món quà dành cho tất cả các bạn học sinh đang học tập và sinh sống tại trường. Rồi sẽ qua để được vui chơi, để được hát ca. Bồi hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo, nhẹ nhàng ngập hôn ta và từng ngày ta thêm nhớ. Chợt ta thấy vui khi nghĩ lại từng phút giây, một thời không quên, một thời vô tư. Tuổi học trò nghĩ tới bao nhiêu bạn bè rời mái trường, mỗi người đang hướng theo một mơ ước. Còn ai nhớ trước đây cùng đến lớp mỗi ngày, cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô, bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài từng giờ kiểm tra, cứ mong sao rồi sẽ qua để được vui chơi, để được hát ca. Bồi hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo, nhẹ nhàng ngập hôn ta và từng ngày ta thêm nhớ. Chợt ta thấy vui khi nghĩ lại từng phút giây, một thời không quên, một thời vô tư. Tuổi học trò bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài từng giờ kiên trì, không biết sao rồi sẽ qua để được vui chơi. Một thời không quên, một thời vô tư. Tuổi học trôi.